Anh Sa mến chào quý khán thính giả đang xem chương trình tin tức trên kênh HTD News. Kính chúc quý vị một ngày bình an và thật nhiều sức khỏe. Trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Khảo sát, 75% người Mỹ cho rằng nền kinh tế đang xấu đi dưới thời Tổng thống Biden. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ra mắt dự luật bảo vệ biên giới phía Nam Hoa Kỳ Florida sửa luật để ông DeSantis tranh cử tổng thống mà không phải tự chức thống đốc. Ông Biden cho lắp TV bí mật trong phòng bầu dục. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Khảo sát cho thấy 75% người Mỹ cho rằng nền kinh tế đang xấu đi dưới thời tổng thống Biden. Kính thưa quý vị, Ngày càng nhiều người Mỹ tin rằng điều kiện kinh tế đang trở nên xấu đi dưới chính quyền Tổng thống Biden. Theo kết quả một cuộc khảo sát mới của Gallup, Gallup đã thăm dò ý kiến của 1.013 người Mỹ trưởng thành từ 18 tuổi trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 4 cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2023. Cuộc khảo sát này có biên độ sai số là cộng trừ 4 điểm phần trăm. Cuộc khảo sát cho thấy 19% số người được hỏi tin rằng nền kinh tế đang cải thiện, trong khi 75% tin rằng nó đang xấu đi so với tỷ lệ lần lượt 23% và 72% hồi tháng 3. Thưa quý vị, trong khi đó, 35% người được khảo sát cho biết mình tin tưởng rất nhiều, tương đương với 10% hoặc tương đối là 25% rằng Tổng thống Joe Biden sẽ thực hiện hoặc sẽ đề xuất điều đúng đắn cho nền kinh tế. Các con số này tương tự với tỷ lệ ủng hộ 32% mà Tổng thống đạt được vào tháng 3 đối với việc xử lý nền kinh tế. Kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh giá xăng và lạm phát nói chung vẫn tăng cao. Tuy nhiên, chúng đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, khiến Cục Dự trữ Liên bang FED tiếp tục tăng mạnh lãi suất để đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Trong khi thị trường việc làm vẫn vững vàng, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,5% trong tháng 3. Nhiều công ty của Mỹ gồm Amazon, Meta và gần đây nhất là Disney đã thông báo sa thải nhân viên hoặc tạm dừng tuyển dụng để hạn chế chi phí. Thắt chặt tín dụng đang đến Trong khi đó, vẫn còn phải chờ xem những tác động lâu dài từ sự sụp đổ của hai gã khổng lồ ngành ngân hàng, ngân hàng thung lũng Silicon và ngân hàng Signature. Phát biểu trong một sự kiện ngày 11 tháng 4, tại Đại học bang Montana ở Bozeman, Neil Kaskari, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực Minneapolis, cho rằng còn quá sớm để tuyên bố rằng không có rủi ro nào đối với lĩnh vực ngân hàng sau tình trạng hỗn loạn gần đây. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh có những dấu hiệu khả quan rằng mọi thứ đang đi theo hướng tích cực. Ông Cash Carey cho biết, tôi chưa sẵn sàng để tuyên bố tình hình xấu đã qua rồi, nhưng có những dấu hiệu khả quan cho thấy những rủi ro này hiện đã được hiểu rõ hơn và tình hình đang được khôi phục. Các nhà kinh tế hàng đầu khác bao gồm cả Norrell, Robini đã đưa ra lập trường hoài nghi hơn. Cảnh báo rằng một cuộc thắt chặt tín dụng nghiêm trọng sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái sâu sắc, tác động nặng nề đến những bất ổn gần đây trong lĩnh vực ngân hàng. Còn có thời hạn sắp tới để tăng trần nợ quốc gia sau khi Mỹ chạm trần nợ công 31,4 ngàn tỷ đô la Mỹ vào tháng 1. Washington hiện đang bế tắc về trần nợ khi quốc gia tiến gần hơn đến khả năng đầu tiên trong lịch sử không thể thanh toán các khoản nợ của mình. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, cuộc khảo sát của Gallup cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thể đối với Tổng thống Biden trong công chúng Mỹ đã giảm xuống còn 37%, mức thấp nhất mà Gallup đo được cho ông cho đến nay mặc dù tỷ lệ này vẫn thường nằm trong khoảng 40% trong 19 tháng qua. Cựu Tổng thống Donald Trump, người cũng đã tuyên bố tranh cử vào năm 2024 và tuyên bố sẽ đưa ra các chính sách giảm lạm phát và thuế cho người Mỹ, đã nhằm vào thông báo của Tổng thống Biden trong một cuộc meeting làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại ở Manchester, New Hampshire vào ngày 27 tháng 4. Khi tôi rời nhiệm sở, chúng tôi đã trao cho Joe Biden sự phục hồi kinh tế nhanh nhất từng được ghi nhận mà không có lạm phát. Ông Trump nói, ông ấy đã nắm lấy nền kinh tế đang bùng nổ đó và nhanh chóng thổi tan nó thành từng mảnh. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ra mắt dự luật bảo vệ biên giới phía nam Hoa Kỳ. Hôm thứ năm ngày 27 tháng 4, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tiết lộ rằng các bang Đảng Mexico kiểm soát 5 trong số 9 khu vực ở biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Hôm ngày 27 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mark Green, Phó Chủ tịch Michael Gass, lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan đã tổ chức một cuộc họp báo chung để thông báo rằng một dự luật an ninh biên giới mới đã được Ủy ban này đưa lên Hạ viện. Trong cuộc họp báo dân biểu Green, một bác sĩ, doanh nhân và cũng là cựu chiến binh, đã liệt kê một số thiệt hại xảy ra dưới thời chính phủ tổng thống Biden. Nhà lập pháp này khẳng định rằng đa số các khu vực biên giới hiện đang bị các băng đảng kiểm soát, khiến nạn buôn bán ma túy và buôn người xảy ra tràn lan. Ngoài ra, dân biểu Đảng Cộng hòa từ Tennessee này cho biết, kể từ khi ông Biden nhậm chức vào hồi tháng 1 năm 2021, hơn 6 triệu người di cư đã vượt biên giới vào Hoa Kỳ nhiều hơn dân số của 25 tiểu bang và nhiều hơn lượng người di cư dưới thời hai chính phủ của ông Obama và ông Trump cộng lại. Ông cũng cho biết chính phủ này đã loại bỏ 89 chính sách dưới thời các tổng thống trước đây mà lẽ ra đã có thể ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, đồng thời để cho những thỏa thuận trao trả người với nhiều quốc gia mất hiệu lực. Điều này là cố ý, ông Green nói về sự thay đổi trong các chính sách biên giới. Các băng đảng ma túy đang tận dụng thời cơ để tuồn thêm fentanyl vào đây và kiếm nhiều tiền hơn. Mọi người Mỹ đều có nguy cơ bị những chính sách mở cửa lố bịch này ảnh hưởng. Vâng, chúng ta đã chịu đựng đủ rồi. Ông Green dường như đang đề cập tới một phiên điều trần tại hiện trường của ủy ban này ở Mark Allen, Texas, nơi giám đốc lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ, Raul Ortiz, nói các băng đảng kiểm soát rất nhiều ở biên giới miền nam phía nam hoa kỳ chúng tôi đã chứng kiến khắp biên giới tây nam chín khu vực và trong số chín khu vực đó thì có bốn khu vực có các nguồn tài nguyên quan trọng nhưng ở năm trong số chín khu vực biên giới phía tây nam đó chúng tôi đã chứng kiến luồng di chuyển gia tăng và điều đó đã gây ra căng thẳng đáng kể đối với tài nguyên của chúng tôi và thực sự đã buộc lực lượng tuần tra biên giới phải điều chuyển các nhân viên và thậm chí cả người di cư đến một số khu vực khác. Nhóm này đã giới thiệu đạo luật củng cố biên giới năm 2023 do tất cả các thành viên Đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban An ninh Nội địa đồng bảo trợ. Họ cho biết, đạo luật này cung cấp các giải pháp nhằm lập lại trật tự ở biên giới Tây Nam và ngăn chặn tác hại về sau đối với sự chuẩn bị sẵn sàng hoạt động ở các đường biên giới phía Bắc và trên biển của đất nước. Theo phần giới thiệu dự luật của các nhà lập pháp này, dự luật nói trên được phát triển bằng cách sử dụng thông tin trực tiếp thu thập được trong các chuyến thị sát biên giới của ủy ban này đến El Paso, Texas. Các phiên điều trần gồm một phiên điều trần tại hiện trường với Giám đốc lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ, Roe Austin ở Far, Texas, và các cuộc trò chuyện với nhiều nhân viên tuần tra biên giới, các cộng đồng biên giới và những người dân Mỹ bình thường. Thưa quý vị, đạo luật này đề nghị nối lại việc xây dựng bức tường biên giới mà chính phủ đương nhiệm đã cho ngừng. Đạo luật cũng mở rộng lực lượng nhân viên tuần tra biên giới lên đến 22.000 đặc vụ nhằm giải quyết các nhu cầu ở tuyến đầu. Đồng thời ưu tiên cập nhật và cải tiến công nghệ cho Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, gọi tắt là CBP, để giữ an toàn cho các nhân viên tại hiện trường. Đạo luật này cũng yêu cầu Bộ An ninh Nội địa tiết lộ cho Quốc hội cũng như công khai tất cả các số liệu thống kê hàng tháng, bao gồm cả các số liệu hàng tháng về các trường hợp những người trốn thoát gotaways đã biết hoặc vào trước ngày mùng 7 hàng tháng. Florida sửa luật để ông DeSantis tranh cử tổng thống mà không phải từ chức thống đốc. Nghị viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Florida đã phê duyệt luật làm rõ rằng thống đốc Ron DeSantis có thể tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 trong khi vẫn được giữ chức vụ hiện tại. Hạ viện Florida hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 4 đã bỏ phiếu 76 trên 34 đồng ý thông qua phiên bản sửa đổi của luật SB 7050. Trong đó, có điều khoản miễn trừ hoàn toàn cho bất kỳ ai tranh cử tổng thống hoặc phó tổng thống khỏi các yêu cầu hiện hành về tư chức để tranh cử. Dự luật SB 7050 trước đó đã được Thượng viện Florida cũng do đảng Cộng hòa chiếm đa số thông qua với 28 phiếu thuận, 12 phiếu chống. Dự luật này sẽ cần thống đốc DeSantis ký trở thành luật. Dự luật nêu rõ bất kỳ ai tranh cử tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ không buộc phải tuân thủ các yêu cầu của bầu cử Florida vốn chi phối điều kiện ứng viên, đặc biệt trong đó yêu cầu ứng viên phải nộp một số văn bản nhất định, công bố đầy đủ và công khai các lợi ích tài chính, các chữ ký thỉnh nguyện hoặc thanh toán các khoản phí hồ sơ. Chủ tịch Thượng viện Florida Kathleen Pasidomo từ hồi tháng 3 đã nói rằng sự đổi luật của Florida không làm thay đổi tiến trình chỉ định ứng viên tổng thống và phó tổng thống, vốn do các đảng chính trị quyết định chứ không chịu chi phối của luật Florida. Bà Pasito màu nhấn mạnh rằng, sự đổi này đơn thuần giải thích rõ ràng luật hiện nay và xóa bỏ đi mọi thứ mơ hồ. Bà Pasito màu giải thích, theo luật của chúng ta, thời gian biểu về việc từ trước là hoàn toàn dựa vào sắc hạch ứng viên các ứng viên tổng thống và phó tổng thống không cần phải sát hạch. Các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống cần phải sát hạch. Các đề cử viên tổng thống và phó tổng thống khác với các ứng cử viên bổ sung là do các đảng chính trị quyết định tại các hội nghị hiệp thương quốc gia của mỗi đảng. Hiện tại họ không phải hoàn thành tuyên thệ ứng viên, trả phí sát hạch, điền vào một bản công khai tài chính hoặc nộp bất kỳ tài liệu hay giấy tờ sát hạch nào khác vốn được yêu cầu cho các ứng viên chạy đua vào các chức vụ khác. Bà Patsy đầu nói thêm, Tôi không muốn một ứng viên gặp phải bất kỳ vấn đề gì bởi những lời lẽ mơ hồ trong các luật của tiểu bang chúng ta. Các nghị sĩ đảng Dân Chủ đại đa số phản đối động thái nêu trên của đảng Cộng Hòa. Họ cáo buộc các đồng nghiệp đảng Cộng Hòa đang làm theo lệnh của thống đốc Ron DeSantis. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Sherwin Jones trong cuộc tranh biện vào hôm thứ năm ngày 27 tháng 4 đã nói rằng đây không chỉ là làm cho dễ hiểu, đây là động thái có mục đích thuần phục, nếu đây chỉ là làm cho dễ hiểu tại sao chúng ta phải làm cho luật này dễ hiểu bây giờ. Ông Shefrin Jones nói, chúng ta hãy thành thật với nhau, quý vị không làm điều đó bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm, quý vị làm điều đó vì quý vị có thể làm thế. Thống đốc DeSantis hiện vẫn chưa chính thức bước vào cuộc đua tranh chức tổng thống Mỹ năm 2024. Dù vậy, thông qua việc quảng bá cuốn sách ông viết với những tựa đề Dũng khí dành tự do, ông DeSantis cũng đã tới thăm các tiểu bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Các cuộc thăm dò dân ý gần đây cho thấy ông DeSantis đang nổi lên là thách thức lớn nhất đối với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024. Ông DeSantis hiện đang kém ông Trump khoảng hơn 20 điểm phần trăm, nhưng bỏ xa các ứng viên tiềm năng khác như cựu phó tổng thống Mike Pence, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley và cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson. Ông Biden cho lắp TV bí mật trong phòng bầu dục Dẫn lời quan chức giấu tên Politico đưa tin, ông Biden có một chiếc tivi nhỏ được giấu trong phòng bầu dục để theo dõi tin tức trong các cuộc gặp không chính thức với nhân viên. Chiếc tivi có kích cỡ khoảng 10 inch, 12 inch được đặt trên một chiếc bàn sau lưng tổng thống Biden trong phòng bầu dục. Chiếc bàn này được trang trí bằng một số khung ảnh. Bản thân chiếc tivi cũng được đóng khung vàng để tránh gây chú ý. Khi không có máy quay của báo chí hay các quan chức trong phòng, chiếc tivi thường được bật lên và chuyển sang kênh cnn political đưa tin trả lời political các quan chức đang hoặc từng làm việc tại nhà trắng cho biết tổng thống biden không xem tivi nhiều như người tiền nhiệm donald trump nhưng trong các cuộc họp không chính thức với nhân viên ông biden đôi lúc vẫn hướng mắt về màn hình phía sau lưng và có thể phản ứng với thông tin được trình chiếu trong một số trường hợp Nhà lãnh đạo Mỹ còn gọi điện cho những người mình vừa xem trên sóng truyền hình. Theo đó, Tổng thống Biden từng gọi điện cho người dẫn chương trình của đài MSNBC, Joe Scarborough để bày tỏ sự thích thú với cách người dẫn chương trình này miêu tả thượng nghị sĩ Ron Johnson của Đảng Cộng hòa. Mối quan hệ với truyền thông của vị tổng thống Mỹ thứ 46 cũng trái ngược so với người tiền nhiệm, trong khi cựu tổng thống Trump đôi khi nghe theo lời khuyên trên sóng truyền hình của những người dẫn chương trình thuộc Fox News như Sean Hannity. Tổng thống Biden lại thích tham khảo ý kiến của một số nhà báo như David Brooks và Thomas Freeman của tờ New York Times hay Evan Osnos của tờ New Yorker. Quý vị thân mến, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi vào hòm thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, Đội ngũ hát TD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.